Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vòn vẹn lời mong. Đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt xưa trắng.